Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và đây, 7 triệu của mình nó đã bay theo gió vì cái cục nhỏ xíu như thế này. Và đây chính là AirPods Pro. Thực ra thì mượn hơi khó, thế nên là tôi quyết định mua một cái. Đây là hàng xách tay, thế nhưng mà lời khuyên của mình là các bạn nên đợi hàng chính hãng. Tại vì nghe đâu sắp tới là hàng chính hãng cũng sẽ về Việt Nam với mức giá rất là tốt, rẻ hơn so với hàng xách tay lúc mình mới mua cái này. Và thậm chí còn có thể có chương trình đặt hàng trước các thứ, pre-order, giảm giá các kiểu nữa. Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo tại Cellnet, link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video nhé. Nói chung là hàng chính hãng thì sẽ đầy đủ cái vấn đề bảo hành dành cho anh em thì nó cũng sẽ yên tâm hơn. Chứ còn tai nghe này thì cũng không biết đâu một lần, tại vì vụ con AirPods 1 đợt đầu về cũng lỗi đầy. Đấy, ở bên trong thì sách hướng dẫn sử dụng các thứ này. Và bởi vì đây là dòng Pro, các bạn phải hiểu cái chữ Pro của Apple đúng không? Thế nên chúng ta sẽ được tặng sợi cáp C to Lightning. iPhone 11 thông thường thì còn là A to Lightning. Một con này, con tai nghe, một con được tặng C to Lightning. Chi điêu, không thể nào đỡ nổi luôn. Và các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý đấy là chúng ta sẽ có những cái tip tai để mà thay đổi tip tai. Nhưng vấn đề là tip này nó là tip gọi là dành riêng cho AirPods Pro. Vậy nên nếu chẳng may mà các bạn có làm rơi mất những cái tip này thì cái việc tìm mua cũng sẽ khó đừng hỏi luôn. Vậy nên lời khuyên là dùng cho cẩn thận nhá. Việc thay thế như thế này thì cũng cẩn thận luôn nhá. Khổ. Hút máu, hút cho bằng chết thì thôi. Không đỡ nổi luôn. 7 triệu cái tai nghe. Xót ruột quá. Ok, bây giờ quay trở lại với cái tai nghe này thì đây sẽ chỉ là những cái chia sẻ nhanh của mình mà thôi. Và bản thân mình đánh giá thì với 7 triệu cho một cái tai nghe như thế này thì phải nói một điều là fan cuồng lắm của Apple thì mới dám chi thôi. Chứ bản thân mình thì cũng suy nghĩ rất là nhiều. Để cái này là mình mua về mình làm review thì mình ham hố như thế này thôi. Chứ còn bảo mình bỏ ra 7 triệu để mà mua một cái tai nghe như thế này thì mình cũng suy nghĩ và đắn đo rất là nhiều. Nó là dòng Pro mới, thế nên là chúng ta sẽ có cái thiết kế cái hộp mới. Tuy là nó đã to hơn một chút so sánh với cái hộp sạc của AirPods cũ, thế nhưng mà nó vẫn rất là gọn gàng. Và nếu so sánh với rất nhiều những cái hộp sạc của những chiếc tai nghe kiểu WF-1000XM3 các kiểu thì nó nhỏ gọn và nó dễ dàng mang đi hơn rất là nhiều. Thế nhưng các mình không thích trên cái hộp sạc này vẫn là nhựa bóng. Và mình tin là các bạn nếu như dùng trần thì sẽ bị xước rất là nhanh. Và lời khuyên của mình là mua thêm case hoặc là mua thêm một cái bao da để bảo vệ thì nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ đặt một cái bao da của David và dùng cũng như là chia sẻ để cho các bạn sau. Ok, mở ra thì chúng ta sẽ đương nhiên là kết nối đến iPhone thì nó cũng dễ tương tự như là chiếc AirPods đời đầu hoặc AirPods 2 thôi, cũng không có điều gì phản nàn cả. Và chúng ta sẽ có cái phần housing ở đây, nó sẽ khác đi một chút. Và bởi vì chúng ta có một tính năng gọi là chống ồn ấy, thế nên là các bạn có thể thấy là cái phần đầu tai nghe nó sẽ là những cái phần tip tai nó lồi ra một chút để mà đi sâu hơn vào cái hốc tai của các bạn. Và cái hay của nó chính là nếu như các bạn mà đeo một cái bình thường như này thì cái này cũng chả có điều gì cả. Mở nhạc như này các thứ chả có gì cả. Thế nhưng nếu như mình chỉ cần đeo vào tai như thế này đó, đấy, mình đeo nó lên để mà sử dụng nó các thứ thì mặc định là cái tính năng nó gọi là khử ồn chủ động sẽ được kích hoạt lên. Và đương nhiên cái không gian xung quanh các bạn sẽ trở nên yên ắng hơn, yên tĩnh hơn. Và nó cũng sẽ giúp các bạn nói chung là đỡ bị khó chịu hơn. Thế nhưng cái tính năng chống ồn của con AirPods Pro này mình đánh giá là nó sẽ vẫn thua một chút so sánh với con WF-1000XM3. Bởi vì cái cảm giác nó chống ồn nó không khử hoàn toàn. Mà nó sẽ vẫn có hơi nhỏ, cảm giác kiểu tiếng ve kêu rất là nhỏ á. Cái này thì các bạn phải trải nghiệm thực tế thì mới nhận ra được, chứ còn mình nói như này các bạn sẽ khá là khó tưởng tượng. Nói chung là bản thân mình đánh giá là với cái tính năng chống ồn như thế này thì nó vẫn sẽ thua một chút so sánh với cả con Sony WF-1000XM3. Nhưng mà tôi cái đấy thì mình sẽ nói cụ thể hơn cho những video so sánh sau này. Đây là những trải nghiệm nhanh thôi. Có thể là sau một vài những bản cập nhật update hoặc là khi mà mình nghe quen hơn thì nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng cái hay của nó ngay lập tức khi mình đeo lên tai như thế này thì trên điện thoại đó chúng ta sẽ có cái phần hiển thị thông tin tai nghe trong cái mục điều chỉnh âm thanh. Bấm vào đây các bạn có thể tùy chọn được chế độ gọi là khử tiếng ồn này, tắt nó đi. Hoặc là chúng ta có thể nghe xuyên âm qua. Tức là các bạn cứ hiểu đơn giản là nó sẽ dùng cái mic này để mà nó thu lại âm thanh bên ngoài. Sau đó thì nó giúp các bạn nghe được tiếng môi trường xung quanh một cách tốt hơn. Đây không phải là một tính năng mới. Nhưng cái hay của đó chính là cái phần micro thu âm này. là một cái micro cực kỳ chất lượng. Thế nên khi mà mình đeo tai nghe này vào rồi mình nghe những âm thanh bên ngoài, nó không hề bị méo tiếng, vỡ tiếng, hoặc là nghe những cái tiếng nó sẹt quá nhiều, hoặc là nó bị lẫn tạp âm rồi nó bung quá nhiều. Có nhiều chiếc tai nghe, ví dụ như Sony WF-1000XM3 thì nó sẽ hơi nâng cái giọng nói người bên ngoài lên một tí, và cảm giác nghe mình nó cứ bị ảo, bị giả kiểu gì, nghe nó hơi khó chịu và nghe nó hơi bị ù tai các thứ. Cái này thì không bị, cảm giác nó rất tự nhiên, thì đây là một cái mà mình rất là thích. Còn nói về cái cảm giác đeo đi thì các bạn cũng có thể thấy là bây giờ mình đang đeo vào phần hông tai đây này. Đó, cái phần này nó sẽ hơi lồi ra một chút xíu, và các bạn có thể thấy là cái phần gọi là chiều dài của cái tai nghe nó đã ngắn hơn một chút so sánh với thế hệ cũ. Nhưng mà ngắn hơn không có nghĩa là cái chất lượng thu âm của nó bị kém đi, chất lượng thu âm của nó vẫn cực kỳ là tốt, và nói chung là không có điều gì để phàn nàn. Mic của nó vẫn ở bên dưới đây để mà nó có thể thu âm thanh một cách tốt hơn, nói chung là ok. Còn cái cảm giác đeo thì bản thân mình đánh giá là tốt, phải nói là rất tốt. Tuy rằng là cái cảm giác nó không thực sự là, nó gọi là gì nhỉ, nó không dễ dàng đeo như lúc trước, không giống như là kiểu AirPods một chỉ cần gài vào cái là xong. Cái này khi mà các bạn gài vào như thế này, đó, các bạn sẽ phải chỉnh lại một tí cho nó vừa với phần hốc tai, và các bạn có thể thấy là tai mình kiểu dạng như là tai quốc dân rồi, đeo cái gì vào nó cũng vừa như này đó, các bạn thấy chưa? Đó, nên là rất ổn, rất ok, cách âm ổn, nói chung là ổn, nói chung là được. Còn nói về cái chất âm một tí đi thì mình mới chỉ trải nghiệm khá là nhanh thôi, không thể nào đánh giá nó quá nhiều. Âm bass nó sẽ tốt hơn so sánh với cả con AirPods 1 hoặc là AirPods 2. Thế nhưng mình có một cái cảm giác đấy là âm trung và âm cao á, nó hơi bị méo đi một tí. Nếu như các bạn mà tắt bỏ cái tính năng nó gọi là khử ồn đi thì nghe nó dễ chịu hơn. Nhưng nếu các bạn bật cái tính năng khử ồn lên thì mình có cảm giác đấy là âm thanh nó bị méo đi khá là nhiều, và nó bị mất chi tiết nhẹ đi. Đó, cái này thì nó không hề gặp phải trên con Sony WF-1000XM3 kia, mà mình nghĩ rằng nó đến từ vấn đề phần mềm. Apple chỉ cần tung ra một vài những bản cập nhật tiếp theo thì mình nghĩ sẽ ok hơn. Nhưng mà nói chung á, là với những cái trải nghiệm nhanh của mình về cái AirPods Pro này thì mới nghe qua mức giá nó khoảng tầm 7 triệu hơn, nó đắt. Thế nhưng nếu so sánh với những thế hệ cũ đến từ nhà Apple ngày trước, Apple AirPods 1, AirPods 2 thì rõ ràng những cái nâng cấp của nó là xứng đáng. Ví dụ như là kháng nước, hình như là IPX4, cái đấy mình không quan tâm. Ví dụ như là chất âm ổn hơn một tí về cái âm bass, đập sướng hơn, nghe phê hơn, khử ổn hơn, hay là cái cảm giác đeo in ear như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn kiểu tự tin hơn, chắc chắn hơn khi mà đeo và sử dụng ấy. Cái case này thì nó sẽ là case sạc không dây luôn, thì đây cũng là một cái điểm cộng nhất định. Và nếu như các bạn nào mà bây giờ sử dụng hệ sinh thái full sạc không dây rồi thì cái này cũng khá là ok. Vậy thì các bạn nghĩ sao về AirPods Pro, một cái tai nghe 7 triệu giá bằng mẹ một cái điện thoại rồi, thì các bạn thấy sao? Nếu như đang sử dụng kiểu 11 Pro Max thì chắc là đây là cái combo siêu đẹp trai đấy các bạn ạ. Mình đang đợi để mà lấy con 11 Pro Max chính hãng rồi. Hi hi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.